Dù chưa ra mắt chính thức trên toàn cầu, song một số đại lý Toyota tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc Land Cruiser hoàn toàn mới. Dự kiến, cuối năm 2021, phiên bản máy xăng tăng áp kép 3.5 lít V6 của mẫu xe này sẽ về nước. Bên cạnh đó, nhờ vào sử dụng động cơ mới, có thể giá bán Toyota Land Cruiser 2021 có thể sẽ dễ chịu hơn so với trước đây. Cụ thể, phiên bản Toyota Land Cruiser hiện tại sử dụng động cơ 4.6 lít V8, có giá bán 4,03 tỷ đồng chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Do sử dụng động cơ dung tích 4.6 lít nên phải áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt là 110%. Tuy nhiên ở thế hệ mới, Toyota Land Cruiser chỉ sử dụng động cơ dung tích 3.5 lít nên mức thuế tiêu thụ đặc biệt được giảm xuống, chỉ còn 90%. Sự chênh lệch thuế suất tiêu thụ đặc biệt là điều có thể giúp Toyota Land Cruiser hạ giá bán. Từ những gì đã được hé lộ, Toyota Land Cruiser hoàn toàn mới có phần đầu xe đã được thay đổi hoàn toàn, với lưới tản nhiệt kích cỡ lớn, thiết kế mạnh mẽ hơn. Tuy vậy, đèn pha và đèn sương mù thiết kế nhỏ lại. Phần còn lại của ngoại thất Land Cruiser mới có thiết kế khá quen thuộc, nhưng được tinh chỉnh để sắc cạnh hơn, mang lại tổng thể mạnh mẽ cho chiếc xe. Ở một vài chi tiết như vòm bánh xe, gương chiếu hậu, sẽ mang đường nét của Lexus GX, Land Cruiser Prado. Bên trong nội thất, bảng đồng hồ nổi bật với sự xuất hiện của màn hình kỹ thuật số lớn hơn. Tuy nhiên, xe vẫn được trang bị đồng hồ cơ đo tốc độ và vòng tua. Vô lăng cũng được tái thiết kế vuông vức, sang trọng và cao cấp hơn. Nổi bật ở chính giữa táp lô là màn hình giải trí cỡ lớn, giống như Lexus LX570. Các nút bấm điều chỉnh hệ thống điều hòa, sưởi và làm mát ghế, được di chuyển lên phía dưới cửa gió điều hòa. Bên cạnh đó, từ những hình ảnh được lan truyền, bên cạnh cần số xuất hiện bộ chọn chế độ lái và các nút bấm chức năng phục vụ cho việc chạy địa hình. Đây được xem như phần quan trọng nhất, giúp Toyota Land Cruiser được nhiều người tin tưởng sử dụng ở những nơi có địa hình khắc nghiệt. Toyota Land Cruiser hoàn toàn mới dự kiến sẽ ra mắt thị trường toàn cầu vào giữa năm nay.